Vân Anh và Thái Huyền xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình VNTV. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức trong ngày của chúng tôi. Galaxy Note 7 bị cấm trên tất cả các chuyến bay ở Mỹ. Trung tuần tháng 10 vừa qua, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ và Cục An toàn Vật liệu đã chính thức ban hành lệnh cấm mang Galaxy Note 7 tuyệt đối trên tất cả các chuyến bay. Theo lệnh cấm, hành khách không được mang theo Galaxy Note 7 lên máy bay hoặc hành lý ký gửi, ngay cả khi phone đang tắt. Lệnh cấm đã có hiệu lực trên 1.9 triệu chiếc Galaxy Note 7 bán ở Mỹ bắt đầu từ trưa ngày 15 tháng 10 vừa qua. Những người đang sử dụng Galaxy Note 7 và đang du lịch xa nhà cũng được khuyến cáo cần liên lạc ngay với Samsung để được cấp tạm smartphone khác sử dụng thay thế. Đối với các hành khách lỡ mang Galaxy Note 7 đến sân bay nhưng không thể đưa cho người khác giữ hộ, hàng không Mỹ sẽ đưa vào khu vực vật liệu nguy hiểm, hành khách có thể nhận lại sau chuyến bay. Samsung vẫn chưa thể đưa ra lời giải thích chính xác những gì đã xảy ra khiến Galaxy Note 7 phát cháy. Apple iPhone 4 và MacBook Air nửa cuối 2010 sắp lỗi thời sẽ bị đưa vào danh sách lỗi thời từ ngày 31 tây tháng 10 2016. Tháng 9 2016, Apple đã chính thức dừng hỗ trợ phần mềm cho iPhone 4 sau 6 năm ra mắt. Người dùng iPhone 4 không còn nhận được bất cứ hỗ trợ kỹ thuật nào, kể cả bản cập nhật iOS 10. Trung tuần tháng 10, 2016, Mac Otakara, trang blog Nhật Bản cho biết Apple sẽ bổ sung vào danh sách các sản phẩm cũ và lỗi thời những thiết bị bao gồm MacBook Air 2010, thiết bị phát Wi-Fi AirPort Extreme Gen 3 và ổ cứng Time Capsule Gen 2. Như vậy, iPhone 4 CDMA sẽ được xếp vào danh mục thiết bị cũ đối với Mỹ và lỗi thời trên toàn thế giới. Nếu xét theo xu hướng công nghệ, việc khai tử iPhone 4 là điều tất yếu vì thiết bị đã được khoảng 6 năm tuổi. Ngoài iPhone 4, Apple cũng sẽ ngừng hỗ trợ cho iMac 2009, Mac Mini 2010, MacBook Pro 2010, phiên bản 15 inch và 17 inch. Danh sách các thiết bị lỗi thời của Apple mới bổ sung sẽ có hiệu lực từ ngày 31 tây tháng 10, 2016. Tin từ San Diego, theo NBC News, tại hội nghị tổ chức hàng năm ở San Diego hôm thứ Năm vừa qua, ông Terence Cunningham, Chủ tịch Hiệp hội Cảnh sát trưởng quốc tế International Association of Chiefs of Police, nhân danh tất cả các cảnh sát xin lỗi về việc làm của họ vốn làm mất dần niềm tin giữa cảnh sát và các cộng đồng thiểu số. Ông Cunningham, đương kim cảnh sát trưởng thành phố Wellesley, Massachusetts, nói rằng hôm nay là thời gian thử thách đối với cảnh sát. Ông muốn nói đến những cuộc xuống đường bạo động chống cảnh sát trên khắp toàn quốc, phản ứng về việc cảnh sát giết những người thuộc cộng đồng thiểu số. Ông cũng kêu gọi có sự cảm thông đối với những người có thể sợ hãi cảnh sát do bản năng. Hiệp hội Cảnh sát trưởng quốc tế đại diện cho nhân viên công lực và các cơ quan của họ trên khắp thế giới làm việc để cải tiến sự liên hệ giữa cảnh sát và các cộng đồng. Bộ trưởng Loretta Lynch kêu gọi cảnh sát cần có trách nhiệm hơn qua chương trình thu thập dữ kiện về sử dụng vũ lực trên toàn quốc của FBI. 83.2% học sinh tốt nghiệp trung học cao kỷ lục. Tin từ Washington, Tòa Bạch Ốc loan báo hôm thứ Hai, niên khóa 2014-2015, có đến 83.2% học sinh hoàn tất bậc trung học là kỷ lục. Tuy thành tựu này là không đồng đều, tính theo sắc tộc và lợi tức của gia đình. Đây là cơ hội để Tổng thống Barack Obama chỉ ra hiệu quả của giáo dục khi ông đến thăm trường Benjamin Banneker tại thủ đô cùng trong ngày. National Center for Education Statistics cho biết, tăng tiến không đồng đều với mọi thành phần xã hội, tỷ lệ tốt nghiệp của học sinh da trắng là 87.6%, da màu 74.6%, người gốc Nam Mỹ 77.8%, dân bản địa và dân thiểu số của Alaska là 71.6%. Tổng thống Obama nêu rõ các đầu tư về giáo dục, cũng nói tới các tài nguyên mà giới trẻ có thể vận dụng. Tỷ lệ tốt nghiệp niên khóa trước kém đến 1% và niên khóa 2010-2011 kém 4%. Trong một hội thảo nối mạng với truyền thông sáng thứ Hai, Bộ trưởng Giáo dục John King cũng ghi công nhà giáo và phụ huynh, đồng thời nhắc tới định hướng đầu tư về kỹ thuật và giáo dục sớm của chính quyền Obama. Tin Hà Nội, thống kê mới nhất về mưa lũ tại miền Trung, 39 người chết và mất tích.
Bản tin VOV vào sáng thứ Ba hôm nay cho biết đã có 39 người chết và mất tích trong đợt mưa lũ vừa qua tại các tỉnh miền Trung. Quảng Bình là tỉnh thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản. Bản tin ghi rằng, trong ngày 17 tháng 10, lượng mưa tại Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thừa Thiên Huế đã giảm. Nước rút chậm, nhưng thiệt hại tiếp tục tăng. Thông tin từ Ủy ban Quốc gia về tìm kiếm cứu nạn cho biết, ngày 16 tháng 10 có 24 người chết, 9 người mất tích. Ngày 17 tháng 10, số người chết thống kê được là 35 và 4 người mất tích. Trong đó, Quảng Bình có 22 người, Hà Tĩnh 9 người, Nghệ An 3 người. Hứng trận mưa kỷ lục trong lịch sử, Quảng Bình là tỉnh thiệt hại nặng nhất với 93.000 ngôi nhà bị ngập, tiếp đó là Hà Tĩnh với 25.000 căn và Nghệ An gần 3.000. Tổng số nhà ngập tăng gần 22.000 ngôi so với hôm trước, hàng nghìn hecta hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản chìm trong nước lũ. Bảo Nguy, 67% nước mắm Việt Nam vượt mức thạch tính cho phép. Hội tiêu chuẩn, 95,65% nước mắm độ đạm cao có nhiều thạch tính. Tin từ Sài Gòn, hãy cẩn trọng với nước mắm vì có độc chất hại sức khỏe. Báo Tuổi Trẻ cho biết, 67% mẫu nước mắm chứa thạch tính vượt mức cho phép. Đặc biệt, vì nhiều loại nước mắm có quá ít chất đạm từ cá, một số người đề nghị là với loại kém tiêu chuẩn, thay vì gọi là nước mắm, hãy nên gọi là nước chấm. Trong khi đó, VOV cho biết, giật mình hơn 95% nước mắm độ đạm cao bị nhiễm thạch tính nặng. Trong 150 mẫu nước mắm được sử dụng rất phổ biến trên thị trường, có 125 mẫu có ít nhất một trong 5 chỉ tiêu về hóa học không đạt so với công bố của nhà sản xuất. Trong đó, 51% mẫu không đạt về hàm lượng đạm, 67% mẫu không đạt về chỉ tiêu thạch tính theo quy định của Bộ Y tế. Theo Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng, mỗi năm Việt Nam sử dụng tới 200 triệu lít nước mắm, trong đó có nước mắm sản xuất theo phương pháp truyền thống và phương pháp công nghiệp. Quý vị vừa theo dõi phần tin tức trong ngày với Vân Anh và Thái Huyền. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình còn lại trong ngày.